chúc mừng ngày gia đình việt nam hôm nay là một dịp đặc biệt để chúng ta tôn vinh giá trị thiêng liêng của gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương sự sẻ chia và những giá trị truyền thống tốt đẹp xin gửi tới tất cả các gia đình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất chúc cho mỗi gia đình luôn tràn ngập niềm vui hạnh phúc sự đầm ấm và luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi thành viên chúc cho tình yêu thương và sự gắn bó trong mỗi gia đình